có hai loại cát sâm: lá to, lá nhỏ và lá lai. Lá to thì chúng tôi quy vào lá lai. Còn đối với cát sâm lá nhỏ thì hiện nay là một trong loại lá sâm rất là dài và dây của nó không phải thuộc thân leo tạo lõi gỗ mà nó chỉ là thân leo thôi. Hôm nay thì giới thiệu cho các bác về hai loại giống sâm mà chúng tôi đang phát triển trồng tại Việt Nam cũng như đang ươm giống tại Việt Nam. Và như thường lệ, tôi là Biên, nhà sáng lập Trung tâm Cây giống Tam Đảo, và tôi chỉ sử dụng duy nhất một kênh YouTube Trung tâm Cây giống Tam Đảo có gương đại mặt đại diện của tôi. Hiện nay tôi là nhà sáng lập Trung tâm, và đồng sáng lập đối với tôi thì có bạn Hải, là một trong những bạn kỹ sư lâm nghiệp, bạn rất yêu nghề và có tâm huyết với nghề, thì chúng tôi là những thế hệ trẻ. Ngoài ra thì có anh Lê Quý là một trong những người chuyên gia hàng đầu về giống cây để hỗ trợ cho bà con về kỹ thuật cũng như là các dự án cây công trình trồng rừng rất là lớn. Hiện nay Trung tâm Cây giống Tam Đảo của chúng tôi cũng đang phát triển rất nhiều các dự án từ nhà nước quốc gia và dự án cấp giống cho dân trồng cũng như là các dự án trồng rừng của các doanh nghiệp. Ngày hôm nay thì chia sẻ với bà con về một loại cây dược liệu, nó mang cái tính chất chiến lược phát triển kinh tế cho các bà con ở vùng cao từ miền Bắc đến Tây Nguyên, miền Trung. Đây là một trong những loại cây rất khỏe và nó được gọi là sâm nam, sâm châu, ngầu tài lệch hay còn gọi là ngưu đại lực. Nó có rất nhiều tên khác nhau, nhưng tuy nhiên thì chúng tôi gọi nó là sâm cát hoặc là cát sâm. Tên khoa học đầy đủ của nó là Malathea speciosa Chêm, là một trong những loại cây dược liệu khá quý hiếm. Đối với loài lá to thì thuộc thân leo tạo lõi gỗ và họ đậu. Cây này thì phát triển rất là khỏe, thì các bác có thể nhìn thấy ở cạnh tôi đây là những loại cây giống cây cát sâm đã được ươm tại Trung tâm Cây giống Tam Đảo. Tất cả những cây giống này ở dưới hầu như đã có củ hết rồi. Tôi chỉ ví dụ như lấy một cái cây giống rất là nhỏ, rất là nhỏ như này, và cây này là thuộc dạng cây là nhỏ tí thì ti thôi, vừa mới ươm vụ năm nay, thì các bác cũng có thể nhìn thấy đây là củ của nó rồi. Đó. Tuy nhiên thì đối với tốc độ phát triển củ của cây cát sâm lá to và lá nhỏ thì có sự biến đổi và khác nhau hoàn toàn từ về kỹ thuật cũng như là về cách chăm sóc và chất lượng củ. Thì trong video ngày hôm nay, tôi là Biên sẽ chia sẻ với các bác những cái kiến thức này và phân rõ ràng hay đặc thù đặc điểm của hai loại giống sâm này cho các bác chúng ta nắm bắt tốt nhất. Khá lâu rồi tôi lại quay trở lại để làm video cát sâm, bởi vì trong thời gian vừa qua tôi phải đi khá nhiều các dự án cũng như là làm khá nhiều các dự án cho doanh nghiệp và nhà nước, cho nên là cố gắng hàng ngày cập nhật những tình hình. Và tôi cũng vừa có một chuyến công du nước ngoài, di chuyển sang thị trường bên nước bạn thôi, giáp biên của chúng ta thôi là Trung Quốc, để học hỏi cái ngành nông nghiệp của người ta và tìm kiếm đầu ra cho Việt Nam về các loại cây dược liệu và các loại cây gỗ quý. Đó là những điều chúng tôi lo lắng, và các bác có thể biết là chúng ta rất là ghét Trung Quốc trong vấn đề quá trình chính trị cũng như là về diện tích đất biển đảo. Nhưng đối với làm ăn, kinh tế phát triển thì chúng ta nên học hỏi, bởi Trung Quốc hiện nay là một thị trường lớn nhất thế giới. Họ có diện tích lớn nhất thế giới và họ có đông dân nhất thế giới. Họ là một nước giàu mạnh đứng đầu thế giới, thì chúng ta cần phải học hỏi, và đó là một cái thị trường chúng ta phải quan tâm đến. Thưa bà con là như vậy. Ngày hôm nay thì chia sẻ với các bác là đối với sâm lá to như này, tôi phải nhổ sẵn một cây như này để tí nữa tôi phân biệt cho các bác. Đối với cái sâm lá to như thế này thì thời gian thu hoạch của nó thì sẽ dao động từ 6 năm mới có thể thu hoạch củ được. Bởi vì trong những năm đầu cái dòng lá to này nó chỉ phát triển rễ dài, rất là dài. Nhưng về sau nữa thì những cái rễ đó sẽ vón cục lại và nó sẽ thành củ từng đoạn một. Nó khác với sâm lá nhỏ thì chúng ta nó không phải thân leo tạo lõi gỗ và nó chỉ nuôi dây thôi, dây leo. Mọi tập trung của dinh dưỡng nó sẽ tập trung nuôi củ. Đó là những cái cách mà để chúng ta trồng và phát triển cây cát sâm để làm sao cho nó tư duy tốt hơn và chúng ta hiểu hơn về cát sâm. Nhưng cây sâm lá nhỏ thì nó lại có một cái đặc tính là nó hình thành củ sớm hơn và củ to hơn. Và chỉ 4 năm thôi là chúng ta đã có củ rồi, để chúng ta xuất khẩu. Giá củ năm nay thì là 170.000 đồng trên 1 kg. Mà tôi cũng vừa xuất một vườn, thì hôm đó thì quá trình làm dự án cũng rất là mệt, không quay kịp cho bà con, cũng rất là tiếc. Thì bây giờ hàng đã sang biên giới rồi. Thì hôm nay chia sẻ cho các bác về cái thị trường cây giống cây cát sâm, một trong những loại cây dược liệu. Đối với cây này tôi sang Trung Quốc thì tôi tìm hiểu họ bên đó thì họ gọi là ngầu tài lệch, hay còn họ gọi tiếng Việt là gọi là sâm ngưu, tức là ngưu ma vương, tức gọi là sâm con bò, con trâu ấy. Ở Việt Nam mình gọi là trâu. Với một bát súp của họ, họ bán ra thị trường, nếu tính ra tiền Việt là hơn 2 triệu đồng trên một bát súp canh sâm, sâm cát này. Và cái sâm này nó rất tốt cho bệnh phổi và ung thư phổi, u biếu ung thư phổi liên quan đến phổi, cái sâm này rất là tốt. Về lịch sử của Việt Nam thì những cái ngày trước, những cái năm mà tôi là người trực tiếp đọc tài liệu và tôi đi thực tế về sau những cái dãy Hoàng Liên Sơn
và sau cái dãy Sơn Động của Bắc Giang ấy, hướng Sơn Động ấy, tôi đi trực tiếp và tôi nghiên cứu về cái loại sâm lá nhỏ thì tôi thấy nó mọc ở những cái khe đá, khe núi rất là cằn cỗi nhưng nó phát triển rất tốt, rất khỏe. Chính vì thế nó có được một cái tên gọi là sâm châu. Và theo như nhà báo tôi xin lỗi vì tôi đang hiện nay tôi đang quên tên, thì có một cái câu anh nói như này: nếu có một loại sâm nào tốt hơn cho bệnh phổi thì cát sâm phải đứng đầu tiên để đề xuất vào, bởi vì cái hàm lượng saponin toàn phần và các loại chứa hợp chất của cái củ này rất là tốt. Đó là những cái câu chuyện để bà con hiểu về cái giá trị của cái cây này, sau đó bà con mới hiểu được cái thương thương trường của cái thị trường của cái cây này về Trung Quốc họ cần đến như nào. Doanh nghiệp của Trung Quốc mỗi năm họ thu hàng tỷ đô la chỉ từ cây này thôi, và Việt Nam chúng ta đã có, nhưng những năm trước chắc chắn những bác, nếu như ở vùng cao các bác biết điều này, khi các bạn, và đây là một tin vui cho các bác, khi các bác nó là sự thật mà chính các bác là những người đã được Trung Quốc họ thuê để đi đào những cái củ này mang về bán cho họ, mà trong khi đó mình không biết là củ gì mà người ta chỉ cho nhìn cái củ này mà cứ đi đào về mang cho họ, và cuối cùng là bây giờ trên tại rừng thì cũng không còn nữa. Và câu chuyện phát triển kinh tế để xuất khẩu sang Trung Quốc là một trong những cái thị trường mà chúng ta cần phải lưu tâm. Các bác có thể nhìn thấy đây là hàng năm chúng tôi cũng ươm hàng rất nhiều, hàng chục vạn cây giống cây cát sâm, kể cả là ở bên kia cũng có rất nhiều, nhưng do cái quá trình chúng tôi xuất đi thì những cái chỗ này chúng tôi đang chuẩn bị san mặt bằng để làm giống cây mới thì nó cỏ đang lên, thì góc quay nó có thể là không đẹp một chút bởi do cái thời tiết này, khi mà mưa xuống nắng lên là cỏ nó mọc rất nhanh. Đây là đất nông nghiệp, các bác có thể lên trên này tôi sẽ chia sẻ cho các bác thêm về kiến thức của cây cát sâm lá nhỏ. Có lẽ là cái góc nhìn này nó sẽ rất là thực tế nhất để cho các bác phân biệt về hai giống sâm lá to và lá nhỏ, bởi vì ở đây thì tôi đã cố tình bố trí hai loại giống đều được gọi là cát sâm, nhưng nó là hai loại giống khác nhau, và các bác có thể kiểm tra trực tiếp chất lượng củ hai loại này. Bác có thể nhìn thấy lá của nó ở đây, đây hai mẫu lá hoàn toàn khác nhau từ cái lá đến cái thân này đó. Đây là lá nhỏ, đây là lá to, và đây các bác có thể nhìn thấy luống bên này là lá to này, luống bên này là lá nhỏ, nó rất là khác. Bây giờ tôi sẽ bóc cho các bác xem cái củ của cây lá to. Đây, cây giống thì bắt đầu hình thành củ rồi, củ nó sẽ như này và chỉ có một thân củ, một thân củ đang phát triển một thân, và đây là cây lá nhỏ, thân nhỏ hơn thôi các bác, nhưng các bác nhìn thấy củ này, cây giống này nó sẽ to hơn, và thậm chí bên này đang tiếp tục phát triển ra nhiều nhánh củ khác. Tôi sẽ lấy những cây khác cho bác xem. Cây này thì hơi nhỏ, đây lấy một cái cây giống nó đang khỏe khỏe một tí. Đây các bác có thể thấy lá nhỏ nó hay phát nhánh thành hình nhánh 3-4 củ liền, phát nhánh ra này đó, và chất lượng của cây lá nhỏ thì thường cao hơn so với cây lá to. Thì đây là thông qua video này thì cũng chia sẻ với các bác về cái cách nhìn nhận về từng loại giống sâm và chia sẻ thêm kiến thức về sâm cát, hay còn gọi là cây sâm châu, sâm nam. Ngày hôm nay thì chia sẻ với các bác là như vậy để chia sẻ, để lắm bắt thêm những cái vấn đề liên quan đến cây cát sâm và thị trường xuất khẩu cát sâm. Và tôi là Biên, rất là hy vọng là được hợp tác với các bác, và mọi chi tiết mua cây giống thì xin mời các bác liên hệ trực tiếp cho tôi theo đường dây nóng mà chúng tôi đã để bên dưới màn hình. Cũng rất là mong muốn các bác là chúng ta hợp tác và trao đổi với nhau thêm nhiều kiến thức về dược liệu. Và cái kênh YouTube này tôi mở ra là muốn phát triển về cái tầm nhận thức từ cây lâm nghiệp đến cây dược liệu, cây ăn quả của Việt Nam và thị trường xuất khẩu, để bà con chúng ta không bị ép giá nữa, mà chúng ta phải là người ép giá thương lái, chúng ta phải là những người đặt vấn đề cho thương lái. Bởi vì chúng tôi đã có những sản phẩm tốt rồi thì các anh phải chia sẻ những cái khoản lợi nhuận đó cho chúng tôi, chứ các anh không thể ép chúng tôi ở cái mức giá như thế này được, bởi đó thì không khác gì lỗ lệ cả. Thưa các bác như vậy,
để chính bà con chúng ta hiểu được cái giá trị của cây thì chúng ta trồng cái cây nó phát triển mới tốt được. Tôi có đi Lai Châu và câu chuyện trồng cái cây chè xanh, một trong những cái câu chuyện mà nó rất đau lòng như thế này là họ được cấp giống cho người dân trồng, họ cấp giống cho người dân trồng, đến khi người dân trồng tự bỏ công chăm sóc, tự bỏ công cày cấy, tưới phân bón, đến khi nhà máy thu mua thì nó một cái giá quá rẻ, và giải quyết được cái bài toán cho nhà máy là nhà máy không cần phải thuê đất mà vẫn trồng được cây, vẫn có chè để bán. Đó là bài toán của doanh nghiệp, họ quá thông minh. Chúng tôi cũng không trách gì doanh nghiệp cả, nhưng chúng tôi trách ở cái chỗ là cái giá mà nhà máy thu mua cho bà con nó quá rẻ. Bởi vì họ biết được rằng là ở Việt Nam chỉ có họ mới xuất khẩu đi thôi, thì bà con bắt buộc phải bán qua họ. Đó là một cái bài toán cực kỳ là chua xót. Đến khi bà con chúng ta trồng, cả cái công thuê người đi cắt chè, đến khi thu hoạch trả được bao nhiêu triệu, trên được một hát được mấy chục triệu bạc, mà bao nhiêu công chăm bón không bằng đi làm công ty. Tôi nói thật là không bằng những người đi làm công ty. Cho nên là khi mà chúng tôi phát triển với cái ngành nông nghiệp này, cũng rất muốn chia sẻ với bà con về góc nhìn thực tế và tầm nhìn. Và chúng tôi là thế hệ trẻ, chúng tôi muốn thay đổi ngành nông nghiệp Việt Nam từ lâm nghiệp, cây ăn quả và dược liệu. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Hy vọng chúng ta sẽ có thời gian sớm để hợp tác và cung ứng cây giống cho bà con. Số điện thoại đã ghi ở dưới màn hình. Các bác cần mua cây giống liên hệ trực tiếp cho tôi. Và tôi là Biên, chỉ sử dụng duy nhất một số điện thoại và kênh YouTube. Cảm ơn các bác.